Xin chào các em, rất vui được quay lại video ngày hôm nay. Và hôm nay là cuối tuần, thì sau khi tổng kết lại một số kiến thức mình chia sẻ, ngày hôm nay mình xin nói lời cảm ơn đối với các anh em đã đăng ký kênh cái channel của mình. Và suốt một thời gian mình làm việc trong mảng này, và cụ thể là mình chia sẻ một số thông tin liên quan tới mạng truyền thông công nghiệp, thì mình nhận rất nhiều ý kiến. Cũng giống như là ý kiến nhận xét từ anh em cần giải đáp tình huống này, cần cái giải pháp này, hoặc là rất là nhiều câu hỏi nữa. Thế là mình tạo ra cái channel. Và lần đầu tiên mình tạo ra channel, mình chưa nghĩ là cái lượng đăng ký nó sẽ tăng lên đâu. Mình cứ post video lên về sản phẩm rồi chia sẻ thông tin. Nhưng vài tháng trở lại đây, khoảng một tháng trở lại đây, thì cái số lượng đăng ký nó bắt đầu gia tăng lên, thì tín hiệu đối với mình rất là vui. Và cụ thể là con số đã đạt được 100 lượt đăng ký. Bây giờ nó hơn rồi, hơn 100 rồi. Thì ngày hôm nay mình làm video này để gửi đến cái lời cảm ơn rất là chân thành đối với các anh em mà đã đăng ký mình. Và nếu các anh em chưa đăng ký thì có thể là coi video qua, mình cảm thấy ý nghĩa, mình có thể là bấm nút đăng ký và bấm nút chuông để mình nhận được cái video mới nhất. Thì đó là cái lời cảm ơn trước mắt cái video ngày hôm nay. Và trả lời một số câu hỏi ngày hôm nay á, thì cũng không phải hẳn là câu hỏi đâu. Thì mình cũng xin chia sẻ cái mục đích ban đầu của mình lập ra cái channel này á, là để chia sẻ kiến thức trước. Trước đây mình học đại học á, thì mình chỉ là học chuyên ngành tự động hóa thôi. Nhưng mà sau một thời gian ra trường làm việc, và đặc biệt làm việc trong cái lĩnh vực mà truyền thông này, truyền thông trong công nghiệp á, kết nối các thiết bị, chuyển đổi tín hiệu vân vân, thì mình nhận thấy được rằng á, là cái sự rất cần thiết để nói lên kiến thức, chia sẻ ra một số thông tin hữu ích mà mình đã biết được dành cho các anh em quan tâm. Và thật ra cũng chia sẻ là hiện tại là nếu mà để theo bản này thì mình theo chính thức được gần 3 năm. Còn cái kinh nghiệm mà mình đã theo cái mảng tự động hóa thì khoảng 5 năm rồi. Tất nhiên công việc chính của mình á vẫn là một cái kỹ sư chuyển giao công nghệ. Và tất nhiên mình cũng phải là làm việc với các thiết bị kỹ thuật, tìm hiểu nó, chia sẻ, trình giải pháp, rồi vân vân, rất là nhiều cái yếu tố. Thì cái làm video là một trong những cái mà bên cạnh thứ nhất là để chia sẻ, thứ hai nữa là mình cũng muốn lưu lại một số thông tin. Ví dụ như sau này anh em có thể là truy cập vào lại cái channel của mình, anh em coi lại cái những thông tin cần thiết, và có thể là mình tiếp xúc nhiều, mình nâng cấp cái kiến thức mình lên, mình cũng muốn là làm một cái gì đó mình lưu lại để mình giữ. Thì đó là cái nhiệm vụ chính của kênh này đó. Và bên cạnh đó, trước đây thì mình cũng đã chia sẻ rồi, khi mà mình học trong trường á thì mình chỉ được đào tạo, ví dụ như học về mảng vi điều khiển BOC thì chỉ đúng một dòng đó thôi là vui lắm rồi. Nhưng mà khi mà ra trường á, mình tiếp xúc rất nhiều dòng khác nhau. Các anh em có thể là tham gia các lớp học BOC về Siemens, Mitsubishi, Allen Bradley, LS, rất là nhiều cái. Nhưng mà khi ra trường các anh em chỉ làm đúng một mảng đó thôi. Và khi nghe đến mạng công nghiệp thì các anh em luôn luôn nghĩ rằng là nó có thể là nó rất là phức tạp, hoặc là nó rất là nhiều cái thông tin để cho mình nghiên cứu. Thật ra nó nhiều thiệt, nhưng mà cái vấn đề ở đây là gì? Khi anh em ra trường á, anh em có thể là nâng cấp lên đi học các khóa tự động hóa về BOC, về hãng này hãng kia, và các anh em nghe tới mạng công nghiệp. Nhưng mà thực chất mạng công nghiệp là gì? Mạng công nghiệp không phải là chỉ là một hãng rồi nó làm hết tất cả các nhiệm vụ của nhà máy đâu, có nghĩa là nó kết nối hết tất cả thiết bị của nhà máy. Không có, nó chỉ là một mạng trong nhà máy. Để nói về một cái mạng kết nối trong công nghiệp, nói chung á, nó chia ra rất lớn, rất là rộng. Thậm chí mình cũng đang trao dồi học hỏi kiến thức liên tục. Ví dụ như trong nhà máy của anh em, chúng ta có thể là có một số cái cảm biến từ đầu cuối nè, thiết bị máy tính, thiết bị liên quan tới tự động hóa, vân vân, nhiều giao thức khác nhau. Cái vấn đề của mình á, làm sao kết nối được hết tất cả mọi thiết bị đó về cái phòng điều khiển giám sát của mình để giám sát cụ thể cái thiết bị đó. Đó, tất nhiên nó sẽ chia ra làm nhiều mạng khác nhau. Mình xin kể đến một số mạng cụ thể như mạng Siemens thì có Profibus, Profinet, rồi một số mạng khác như của Schneider, của mạng Modbus nè, rồi tín hiệu Siri, rồi mạng CAN bus, mạng Ethernet, mạng CC-Link, rồi
mạng liên quan tới truyền thông không dây, có dây, hoặc là truyền thông sim 3G, truyền thông mà theo kiểu là vô tuyến đấy, rồi rất là nhiều vân vân, nhiều kiểu giao thức khác nhau. Thì khi mà nói mạng công nghiệp là mình còn rộng hơn nữa, thì mình tạm quy vào nó, cái kiến thức nó rất là rộng, nhưng mà làm sao chúng ta hiểu nó một cách cơ bản nhất, làm sao chúng ta hiểu được cái thiết bị đầu cuối giao tiếp về cái phòng điều khiển như thế nào, bắt tay các thiết bị đó ra sao, thì hiện tại là mình đang làm bên lĩnh vực đó. Tất nhiên còn nhiều cái khác nữa mà mình muốn chia sẻ. Và bên cạnh cái việc phát triển cái kênh này á, thì mình khi mà mới xuất phát điểm ra trường á, khi đi làm á, thì mình là một kỹ sư chuyển giao công nghệ, tất nhiên làm việc với các hãng nước ngoài để lấy công nghệ về, học hỏi công nghệ để trao đổi rồi bàn giao lại cho các anh em phía nhà máy hoặc là phía anh em trong công ty, vân vân. Nhưng mà cái việc đó đem lại rất nhiều lợi ích, thì mình cũng xin chia sẻ thêm đối với cái kênh mình á. Bên cạnh mình giới thiệu thiết bị thì mình sẽ chia sẻ thông tin, kiến thức về lĩnh vực IoT, lĩnh vực về truyền thông trong công nghiệp. Bên cạnh đó sẽ nói về một số vấn đề khác về các kỹ năng, cũng như vấn đề về liên quan tới những cái cuộc sống, hoặc là cuộc sống thì hơi quá, những cái mà liên quan tới vấn đề kỹ thuật, liên quan tới vấn đề công việc, và mình sẽ chia sẻ trong từng bài nói chuyện khác nhau. Và nói chung quy lại là khi mà mình làm video này, mình rất muốn chia sẻ cái thông tin mà mình hiểu, có nghĩa là theo cách của mình làm nó chạy, chứ không phải theo một cái cách hàn lâm. Tất nhiên hàn lâm mình có thể là nghiên cứu sâu, nhưng mà mình dừng lại ở những cái việc là rồi, đối với thiết bị này mình gắn vào, mình kết nối nó sẽ chạy được, mình sẽ nhận được tín hiệu như vậy. Có nghĩa là nó thực tế một chút, không có lý thuyết nhiều quá, và nó mang tính chất là áp dụng và vận hành nhiều hơn. Thì các anh em nào mà quan tâm thì hãy truy cập lại cái link của mình video bên dưới, thì chúng ta có thể biết được một số cái video về thiết bị, về giải pháp, về thông tin mà mình đã chia sẻ. Và nói tóm lại, mình rất là muốn được các anh em đón nhận các video này một cách chân thành nhất, và có cái điều gì các anh em muốn giải đáp cũng như là muốn chia sẻ thêm, thì các anh em hãy comment hoặc là gửi email trực tiếp, hoặc là gọi điện thoại luôn, thì mình sẵn sàng mình chia sẻ. Tất nhiên bên cạnh cái công việc chính của mình, thì đây là một trong những cái mà mình rất cuốn hút và mình rất sẵn sàng làm việc và sẵn sàng chia sẻ. Tại vì hiện tại thế giới họ đi tới đâu luôn rồi, nhưng mà giờ anh em mình đôi khi mình ngồi lại mình nhìn thấy, ủa sao mình có một khúc vậy à? Nhưng mà một khúc đó mình phải hiểu rõ và mình áp dụng vào cái công việc của mình sao cho nó cải thiện được cái hiệu quả, hiệu suất, cũng như là cái kỹ năng của các anh em, cái kiến thức ngày càng nâng cao. Thì đó là cái trọng tâm chính mà mình muốn làm việc và kết nối với các anh em. Rồi, video cảm ơn ngày hôm nay á, là mình chỉ trình bày tới vậy thôi. Thì cũng mong các anh em là chia sẻ video, một số các video khác, và kêu gọi mọi người đăng ký, để đó là một cái động lực rất lớn cho mình làm ra những cái video khác, nó có thông tin đầy đủ hơn, thiết thực hơn, và cái đầu tư ngày càng chỉnh chu hơn một chút. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong video tới nha.